để qua mắt lực lượng chức năng, một sới bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền trên địa bàn phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vô cùng tinh vi khi tổ chức tại một cánh đồng nằm xa khu dân cư và bố trí người cảnh giới nghiêm ngặt. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố Long Xuyên đã nhanh chóng phát hiện triệt phá thành công sới bạc này, tóm gọn 22 đối tượng và nhiều tăng vật có liên quan về đồn công an để xử lý theo quy định pháp luật. Bất ngờ ập vào sới bạc tại bãi đất trống cạnh bờ kênh Mương Hội, thuộc tổ 4, khóm T-6, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. Tổ công tác đã kịp thời bắt giữ 22 đối tượng liên quan cùng tăng vật thu giữ tại hiện trường và trên người các đối tượng gồm 5 con gà trống, 10 bộ cửa sắt, 15 điện thoại di động, 30 xe mô tô và trên 25 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật liên quan khác. Để tránh sự phát hiện triệt phá của lực lượng công an, các đối tượng chọn địa điểm tổ chức xé bạc nằm sâu trong cánh đồng, cách xa khu dân cư và sử dụng nhiều đối tượng canh đường. Hiện đội cảnh sát hình sự công an thành phố Long Xuyên đang tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.